Bill một thùng máy hộp gu tông trắng trong tầm giá lanh quanh 25 củ. Trai xinh gái đẹp nhà mình bước sang năm mới, muốn thay đổi phá cách cho góc bàn gaming cũng như bài trí lại góc làm việc thì cùng em xem đến cuối clip để có thể tự build cho mình một dàn máy thế hệ mới có các linh kiện tương thích, vừa túi tiền vừa bắt kịp xu hướng. Mẫu case bể cá tông trắng Infinity AYM là mẫu case bể cá thiết kế gọn nhẹ với hai mặt kính hông rồi hết linh kiện bên trong, khung sườn chắc chắn, kích thước nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều không gian bày biện. Linh kiện lên dàn gồm có CPU Intel i5 13400F với 10 x 16 luồng, lên dàn cùng card đồ họa 4060 Ti 16GB RAM, xử lý ổn các tác vụ kế toán văn phòng, chỉnh sửa ảnh, render và edit video, chiến được các thể loại game mass setting ở độ phân giải Full HD. Nhiệt độ của 13400F cũng khá dễ chịu nên chỉ cần chọn lựa tản nhiệt khí dưới 500 cành là có thể giải nhiệt trong suốt quá trình vận hành của chip. Member lên dàn B760M Pro RS có tích hợp Wi-Fi Bluetooth thuận tiện kết nối các thiết bị không dây. 32GB RAM không LED Laser Thor cùng ổ cứng SSD Gen 4 Laser NM710 500GB. Vega lên dàn 4060 Ti bản 16GB Color Full tặng kèm một chuột gaming Motospeed trị giá 590.000. Lên clip khoe dàn hôm nay, em gợi ý mã nguồn với công suất 700W với giá bán lẻ trên thị trường là 2.990.000 đồng. Bill cùng linh kiện ráp máy giảm ngay 1.500.000 đồng trên đơn. Chuẩn nguồn 80 Plus Titanium có chuẩn cao nhất trong các chuẩn nguồn có mặt trên thị trường hiện tại. Linh kiện lên dàn là hoàn toàn new mới, có tổng chi phí toàn bộ sau khi trừ 1.500.000 từ ưu đãi nguồn. Tổng số tiền thanh toán là 25.190.000.